Tin sáng ngày 9 tháng 4 Điện Kremlin sử dụng chiến thuật mới để phá hủy hạ tầng năng lượng của Ukraine Mối lo thiếu hụt vũ khí của châu Âu vì phụ thuộc nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc Bộ trưởng An ninh Israel tuyên bố sẽ lật đổ chính phủ nếu Thủ tướng ngừng tấn công Rafah Điện Kremlin, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Nhật Bản cản trở Hiệp ước Hòa bình với Tokyo Hàn Quốc phóng vệ tinh do thám thứ hai vào quỹ đạo Liên Hợp Quốc cảnh báo về tai nạn hạt nhân sau cuộc tấn công vào nhà máy điện Zaporizhia. Trốn chạy dịch tả, hơn 90 người thiệt mạng trong một vụ chìm phà gần Mozambique. May Anh và DKN xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng ngày 9 tháng 4 của DKN. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Tờ Financial Times đưa tin quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật để phá hủy các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng việc sử dụng hỏa tiễn chính xác để loại bỏ các nhà bế điện ở những khu vực ít được bảo vệ hơn. Thống kê từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 3, Nga đã tấn công tổng cộng 7 nhà máy nhiệt điện và tất cả chúng đều ở các khu vực ngoài Kyiv và hai hỏa tiễn Nga được báo cáo đã bắn trúng hai nhà máy thủy điện. Nga không chọn Kyiv vì thủ đô Ukraine đang có một trong những hệ thống phòng không tốt hơn so với các vùng lãnh thổ khác. Mục tiêu của Điện Kremlin hiện tại là gây ra thiệt hại vĩnh viễn, không thể khắc phục thay vì vô hiệu hóa tạm thời. Và một số cơ sở năng lượng của Ukraine bị tấn công được biết sẽ không được khôi phục hoàn toàn cho đến mùa đông năm sau. Maria Tstaturian, người đứng đầu bộ phận truyền thông tại Ukrainego, nhà điều hành hệ thống truyền tải quốc gia của Ukraine cho biết, một số lượng hỏa tiễn được sử dụng trong cả các cuộc tấn công mùa đông năm ngoái hiện đang hướng tới 5-6 cơ sở năng lượng tại một khu vực. Maxim Timchenko, giám đốc Ditech, nhà sản xuất điện lớn nhất Ukraine cho rằng nếu không nhờ thời tiết ấm áp, nhập khẩu năng lượng từ EU và việc tăng cường sản xuất năng lượng tái tạo, Ukraine có thể đã phải trải qua tình trạng mất điện quy mô lớn. Theo Ukraine, hiện tại chiến thuật của Nga là sử dụng hỏa tiễn nhắm vào các nhà máy điện ở một số khu vực nhất định để xóa bỏ chúng. Ngoài ra, so với những năm trước, Nga hiện đang sử dụng loại hỏa tiễn dẫn đường chính xác và đắt tiền hơn, trong một cuộc tấn công gần đây nhằm vào một nhà máy nhiệt điện, Nga đã sử dụng một hỏa tiễn trị giá 100 triệu đô la và loại hỏa tiễn này chỉ có hệ thống phòng không Patriot mới có thể bắn hạ được. Truyền thông thế giới đưa tin về mối lo ngại của các nhà sản xuất vũ khí châu Âu về việc họ phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc. Những hạn chế về nguồn cung này được cho là sẽ đe dọa khả năng mở rộng sản xuất vũ khí hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến hiện tại. Nhu cầu về đạn dược đã tăng vọt khi Ukraine tiêu thụ chúng với tốc độ rất cao trong cuộc chiến chống lại Nga, và các nhà thầu quốc phòng đã phải vật lộn để tăng quy mô sản lượng trước những hạn chế trong chuỗi cung ứng, có nhiều loại đầu vào khác nhau, bao gồm cả nitrocellulo hay còn được gọi là bông súng, nguyên liệu chính trong sản xuất thuốc súng. Theo Financial Times, các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu, bao gồm Saab của Thụy Điển và Remetro của Đức, đã cảnh báo rằng Châu Âu đang quá phụ thuộc vào nguyên liệu này từ Trung Quốc. Theo các chuyên gia, hiện tại châu Âu đang phụ thuộc hơn 70% loại nguyên liệu này vào Trung Quốc và có nguy cơ rằng Trung Quốc có thể giữ lại chúng vì lý do địa chính trị. Trung tâm thương mại quốc tế cho biết, Trung Quốc chiếm gần một nửa thị trường bông nitrocellulose trên thế giới. Các công ty quốc phòng đã cảnh báo rằng việc tăng nhanh sản xuất thuốc nổ sẽ gặp nhiều thách thức vì họ phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ Trung Quốc và có nguy cơ Trung Quốc sẽ hạn chế xuất khẩu nguyên liệu khi mối quan hệ của họ với phương Tây đang xấu đi. Hiện tại các công ty quốc phòng châu Âu vẫn chưa gặp vấn đề gì với chuỗi cung ứng vì trước đó họ đã dự trữ một số lượng nguyên liệu đủ lớn. Tuy nhiên về lâu dài, họ có thể cần phải xem xét các phương pháp thay thế nhằm đảm bảo an ninh cho hệ sinh thái đạn dược. Bộ trưởng Quốc phòng quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir hôm qua tuyên bố sẽ lật đổ chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nếu ông này kết thúc cuộc chiến ở giải Gaza mà không phát động cuộc tấn công nào vào thành phố Rafah phía Nam. Chính trị gia cực hữu này viết trên X rằng nếu Thủ tướng quyết định chấm dứt chiến tranh mà không tấn công quy mô vào Rafah để đánh bại Hamas, ông ấy sẽ không có sứ mệnh tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng. Lời đe dọa của Bộ trưởng An ninh Ben Gavi được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo về khả năng sẽ có một bước đột phá trong các cuộc đàm phán của Israel với Hamas nhằm đạt được thỏa thuận trao đổi con tin với tù nhân và các lệnh ngừng bắn. Về phần ông Netanyahu, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ ngoại giới, Thủ tướng Israel được biết từ lâu đã từng bày tỏ ý định tấn công Rafah, nơi có hơn 1,5 triệu người tị nạn đang trú ẩn. Điện Kremlin tuyên bố hôm qua cho rằng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Nhật Bản luôn là trở ngại để Moscow và Tokyo đạt được một hiệp ước hòa bình. Được biết thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến sẽ có cuộc hội nghị thượng đỉnh tại Washington trong tuần này với tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản sau 9 năm đến Mỹ. Cuộc gặp nhằm thể hiện mối quan hệ an ninh và kinh tế chặt chẽ giữa hai nước, trong đó hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác về thiết bị quốc phòng và khả năng nâng cấp cơ cấu chỉ huy quân sự của Mỹ tại Nhật Bản. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng liên minh phòng thủ trên thực tế đã tồn tại và chúng tôi biết về quân lực của Hoa Kỳ đang đóng quân ở Nhật Bản. Nhân tiện, vị trí họ đóng quân gần với chúng tôi. Ông Dmitry Peskov nói thêm, đây luôn là trở ngại trong nỗ lực để đạt được giải pháp cho vấn đề chính của chúng tôi, vấn đề hiệp ước hòa bình. Nga và Nhật Bản chưa bao giờ có ký một hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt tình trạng thù địch kể từ Thế chiến thứ hai. Hiện nay giữa họ vẫn tồn tại tranh chấp lãnh thổ. Tranh chấp này liên quan đến chuỗi đảo ở Thái Bình Dương, được Nga gọi là Kuril và ở Nhật Bản gọi là lãnh thổ phía Bắc. Cựu Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev hồi tháng 1 cho biết, Nhật Bản sẽ phải bỏ yêu sách lãnh thổ đối với quần đảo này nếu muốn ký một hiệp ước hòa bình. Phía Moscow đã rút khỏi các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản và đóng băng các dự án kinh tế chung liên quan đến quần đảo này vào năm 2022. Động thái này liên quan đến lệnh trừng phạt của Nhật Bản đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine và mối quan hệ của hai quốc gia đã trở nên tồi tệ hơn kể từ thời điểm đó. Bộ Quốc phòng Seoul cho biết Hàn Quốc đã đưa ra vệ tinh do thám thứ hai được sản xuất trong nước vào quỹ đạo. Vệ tinh này được phóng từ một trung tâm vũ trụ của Mỹ bằng tên lửa SpaceX Falcon 9. Thông tin từ Hàn Quốc hôm thứ Hai cho rằng vệ tinh của họ đã liên lạc thành công với trạm mặt đất đặt ở nước ngoài ngay sau khi vào quỹ đạo. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì tuyên bố rằng vệ tinh trinh sát thứ hai của quân đội chúng tôi đã tách thành công khỏi phương tiện phóng vào khoảng 9 giờ 2 phút theo giờ địa phương và đi vào quỹ đạo mục tiêu và nó đã thiết lập thành công liên lạc với trạm mặt đất ở nước ngoài vào khoảng 10 giờ 57 phút. Theo quân đội Seoul, khả năng tình báo, giám phát và trinh sát độc lập của họ đã được tăng cường hơn nữa sau vụ phóng thành công này và rằng họ tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các vụ phóng vệ tinh trong tương lai. Người đứng đầu cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về một tai nạn hạt nhân lớn có thể xảy ra sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy điện Zaporizhia. Một vụ nổ gần tòa nhà lò phản ứng và có cả vụ nổ trúng máy vòm của tổ máy điện thứ 6 thuộc nhà máy hạt nhân này đã được báo cáo. Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Rafael Mariano Gossi gọi các cuộc tấn công này là liều lĩnh đây là vụ nhắm mục tiêu trực tiếp vào cơ sở hạt nhân lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2022 trong một hành động quân sự khiến nguy hiểm cho vấn đề an toàn và an ninh hạt nhân. IAEA cho biết ngay sau khi các cuộc tấn công, các chuyên gia của cơ quan hạt nhân đã được cử đến ba địa điểm bị ảnh hưởng để đánh giá các tác động. Cuộc tấn công được cho là nhắm vào một trong sáu tòa nhà chứa thiết bị giám sát và liên lạc của lò phản ứng. IAEA cho biết trong một tuyên bố Quân đội Nga đã chạm trán với thứ dường như là một máy bay không người lái khi họ đang ở trên nóc lò phản ứng số 6, sau đó là vụ nổ gần tòa nhà lò phản ứng. Nhóm IAEA đã quan sát thấy phần còn lại của máy bay không người lái tại địa điểm này và cả hai địa điểm va chạm khác. Các chuyên gia đã nghe thấy những tiếng nổ lớn và tiếng súng trường ở khu vực nhà máy điện hạt nhân suốt cả ngày. Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA nói: đây là sự leo thang lớn về các mối nguy hiểm về vấn đề an toàn và an ninh hạt nhân mà nhà máy Zaporizhia đang phải đối mặt. Những cuộc tấn công liều lĩnh như vậy làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân lớn và chúng cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Tổng giám đốc IAEA cũng đưa ra lời cảnh báo rằng không ai có thể có được bất kỳ lợi ích quân sự hoặc chính trị nào từ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân và việc tấn công một nhà máy điện hạt nhân là điều tuyệt đối không nên làm. Tính tới thời điểm hiện tại, các quan chức Nga cho biết không có thiệt hại nghiêm trọng hay thương vong nào được báo cáo và mức độ phóng xạ tại nhà máy vẫn ở mức bình thường sau cuộc tấn công. Phía Nga cũng lên án hành động tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy điện hạt nhân này. Tuy nhiên, các quan chức tình báo Ukraine đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc và cho biết Kyiv không liên quan gì đến các vụ tấn công tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Zaporizhia, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã rơi vào tình trạng giao tranh kể từ khi Moscow đưa quân vào Ukraine để xâm lược vào năm 2022 và chiếm giữ cơ sở này chỉ trong vài ngày. IAEA đã nhiều lần bày tỏ cảnh báo về nhà máy điện hạt nhân trong bối cảnh lo ngại về một thảm họa hạt nhân tiềm ẩn. Cả Ukraine và Nga đều thường xuyên cáo buộc nhau tấn công nhà máy vẫn nằm gần chiến tuyến. Sáu lò phản ứng của nhà máy đã ngừng hoạt động trong nhiều tháng, nhưng vẫn cần nguồn điện và nhân viên có trình độ để vận hành các hệ thống làm mát quan trọng và các tính năng an toàn khác. Một chiếc phà tạm thời bị chìm ngoài khơi bờ biển phía bắc Mozambique khiến 90 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em. Theo TV Diario Nampula, một kênh truyền hình địa phương, chiếc thuyền quá đông, đang chở 130 người, đang hoạt động giữa Lunga và đảo Mozambique, tỉnh Nampula, thì bị lật. Các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục vào ngày hôm qua, vẫn còn rất nhiều người đang mất tích. Theo nguồn tin, một số người trên thuyền là đi du lịch, trong khi những người khác đang cố gắng chạy trốn khỏi Lunga đến đảo Mozambique vì sợ bị lây nhiễm dịch tả. Tuy nhiên, các thông tin dẫn lời ngoại trưởng tỉnh Nampula nói rằng các thông tin về đợt bùng phát dịch tả là sai lệch và nó đã khiến người dân hoảng sợ và lên con thuyền đánh cá để chạy trốn, Mozambique và các quốc gia láng giềng phía Nam châu Phi là Jambore và Malawi trong những tháng gần đây đã bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch tả. Chính quyền các quốc gia này hiện đang ra sức ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Nhiều khu vực của Mozambique chỉ có thể di chuyển được bằng thuyền, mạng lưới đường bộ của quốc gia này khá nghèo nàn và một số khu vực không thể tiếp cận được bằng đường bộ hoặc đường hàng không. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN đến đây xin kết thúc quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ lạc quan và hạnh phúc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo